Chào các bạn. Hôm nay thì cũng mưa gió chả có cái trò gì cả. Lăng xê thì hết. Lăng xê thì không còn. Nhiều bạn anh em đặt lắm nhưng mà không có. Hết mất rồi. Tôi đang đặt hàng ở bên Trung Quốc về. Đang đặt lò xo uốn công nghiệp. Nếu mà sau thuận lợi thì chắc là mấy hôm nữa sẽ có. Đây, ngồi rảnh ở nhà chả có cái trò gì. Tôi sẽ lôi một số phao ra. Tôi hướng dẫn mấy anh em mới học câu thôi. Sử dụng cái loại phao gì cho nó tốt. Học đồ câu tôi rất chi là đơn giản, không hoành tráng như một số anh em hoặc là một số cần thủ kể cả nghiệp dư lẫn không lẫn chuyên nghiệp. Băng keo y tế để chuyên gắn căn ổ câu, kéo khi đi câu và hộp kéo 502, giũa ý gãy rồi và linh xiên ốc xiên giun các kiểu. Lúc nào găm một cái lăng xê để ở góc đầu câu. Trong hộp đồ câu của tôi gồm có những cái đấy, đây một lăng xê nữa và đây dây linh dự phòng. Rồi, ok, bây giờ vào vấn đề chính. Tôi sẽ giới thiệu với anh em một số loại phao để anh em câu cho nó phù hợp. Ở đây thì tôi có khá khá các loại phao tôi hay câu. Nói chung là sáng đây, tối hôm qua tôi vừa đưa cho thằng cô em 4 cái nữa, nên nó bảo là để cái phao câu đơn đấy. Để cho nó mang đi nó câu bên công ty ngồi thì nó có câu. Đây, một số loại phao này. Quay check xem này một chút. Mưa gió như này thì tôi cũng muốn đi câu lắm. Nói thật là hôm trước thì đi móm thì hơi bị he. Rất muốn là đi đánh để trả thù. Thế nhưng mà mưa gió như này đành phải chịu. Anh em ở đây thì tôi xin phân loại cho anh em mấy loại như này. Một loại là câu đầu cần, nước sâu hay nước lông cũng thế thôi. Câu đầu cần là câu tầm trung. Tầm trung có nghĩa là rơi khoảng tầm 2 tầm cần đổ lại, 2 tầm cần rưỡi đổ lại gọi là tầm trung. Và tầm câu xa. Câu xa là tôi tính từ tầm 2 tầm cần rưỡi đổ đi, tôi gọi là câu xa. Và mức nước nữa. Cái vấn đề này rất có chi là có nhiều bạn thắc mắc. Lần trước cũng có một video tôi giải thích nhưng mà tôi giải thích cái video này khá sơ sài. Đây, để chia ra làm 3 loại. Đây chính là các phao câu đêm này. Thế nhưng mà những phao này chỉ dùng ở câu đầu cần thôi. Tôi ước tính chiều dài luôn cho anh em. 22 phân. Vừa bằng hàng của tôi. Đây, anh em câu đầu cần. Câu đầu cần thì nước nông hay nước sâu cái này không quan trọng lắm. Đây, câu đầu cần anh em dùng những cái phao nhỏ thôi, không cần dùng phao to làm gì cả, bởi vì câu đầu cần lúc giật lên là cái lục nó sẽ đi thẳng một đường lên vuông góc. Ok, hoặc là có thể là câu xa khoảng 1 tầm cần cũng được, anh em cũng có thể dùng loại phao này. Đây là phao nhỏ, phao câu đêm và phao câu ngày, nó cũng sẽ có phao câu ngày đây.
Tôi muốn làm thành một cái video thôi, đỡ phải mang lên một render ở trên máy tính, nó loanh quanh anh em gọi điện đến lại chia thành hai video rồi. Đấy, đây là câu đầu cần này. Anh em có thể là chia cái mấy cái loại ngắn này ra, ngắn và nhỏ. Đây là câu ngày, nói thẳng ra. Đây là câu ngày này. Câu ngày, câu tầm gần. Một tầm cần rưỡi đổ lại, tính một tầm cần rưỡi đấy là cần của tôi là người ta tính một tầm cần rưỡi, không phải tính từ sát bờ tính ra đâu, người ta tính từ cái chỗ các bạn ngồi bỏ ra đến đầu cần, bắt đầu tính đổ đi là một đổ đi, tính đấy là một tầm cần rưỡi, một tầm cần rưỡi anh em có thể đánh loại phao này. Ok, nước nông nước sâu ở cái mức một tầm cần rưỡi không quan trọng lắm. Còn nếu như mà đây là nước nông, còn nếu mà nước sâu thì anh em có thể lấy những cái hẳn phao to cũng được, phao to ví dụ như phao to này cũng được. Ok, không vấn đề gì cả. Thôi, cứ dùng cái này đi. Đây là cái mức anh em câu khoảng tầm một tầm cần rưỡi. Và nước nông, nước sâu, cái này không quan trọng lắm bởi vì câu gần. Tầm cần rưỡi đổ lại. Trong cái mức nước và tầm cần khoảng một tầm cần rưỡi đổ đi. Anh em một tầm cần rưỡi bây giờ tôi cho là một tầm cần rưỡi đến khoảng hai tầm cần rưỡi. Hai tầm cần rưỡi nó rơi khoảng 10 mét. Nó là cỡ trung. Đây. Anh em có thể sử dụng ba cái loại phao này. Phao này thực ra nếu mà đánh khoảng hai tầm cần rưỡi, đây cái phao này tôi quay video tôi vẫn hay lên hàng anh em xem này, cái phao này. Đúng không? Phao này chính ra thì nó chỉ câu khoảng tầm hai tầm cần thôi. Hai tầm cần đổ lại, thế nhưng mà do tôi có độ trì ở đây. Thế nên là tôi đánh khoảng tầm hai tầm cần rưỡi, tôi cho là tầm phao chung. Ok. Không vấn đề gì cả. Đấy, phao này chính ra nó là cái phao câu đêm nhưng mà tôi đây nó không mang pin, trong này không có pin, lắm lúc sóng to gió lớn nó khó nhìn cái đầu phao ấy. Đây tôi sẽ lôi ra, đấy nó chính là cái phao câu đêm này, cái này là tôi mua tôi chụp lên thôi, ngứa mắt tháo bỏ ra. Ok. Đấy, cái này câu đầu cần cũng được bởi vì nó là super 4 chấm 3 chấm 4. 3 chấm 4 nhưng mà chiều dài của nó thì lại rất chi là bình thường, nó chỉ có 25 phân thôi. Nó nhỉnh hơn những cái phao này một chút. Ok, đây là phao super ngắn này. Cái này anh em cũng có thể đánh cái tầm khoảng tầm đối với các loại củ to như này anh em cũng có thể đánh cái tầm cần khoảng tầm hai tầm cần rưỡi đổ lại đánh được. Nhưng mà nếu mà có sóng to thì tốt nhất là anh em lên câu phao dài một chút. Đây, đây là tôi cho vào tầm trung này. Tầm trung là những cái loại này. Thế còn đây có một số anh em này, tôi có cái phao này. Tại sao đây nó lại thừa ra một cái đầu phao, đây là phao 2 trong 1. Một phao và hai cái đầu. Hai cái chân phao này thì hai cái đầu phao này chắc chắn là bằng nhau rồi. Đây là một phao câu ngày và một phao, đây là một đầu câu ngày và một đầu câu đêm. Đây. Anh em lưu ý này. Khi cái phao nó nổi chậm. Thường thường anh em mua cái đầu phao nó sẽ rất nhỏ, nó sẽ nhỏ khoảng như cái đầu phao này. Chuẩn chưa? Nhưng mà cái này là câu gần, thế là tôi để nguyên. Cái này là đánh gọi là cứ tầm hai tầm cần rưỡi độ đi đánh được. Đây. Phao của nó super 3.5. Vừa mua một phát tôi lột ngay cái đầu này đi, tôi lấy luôn một cái đầu to tôi thay vào đây cho nó nổi nhanh, thứ nhất mục đích là nổi nhanh, thứ hai là dễ nhìn thế thôi. Ok, đây là anh em câu ngày này, câu ngày lắp phao này, câu đêm tháo cái này ra cho đèn cho pin vào đây, anh em lắp vào thành phao câu đêm. Ok, rất chi là tiện lợi, không nhất thiết là phải thay quá nhiều phao. Đấy, còn đây là phao đánh xa bờ và nước sâu. Đây những cái phao như kiểu super tầm 3.4 3.5 này. 3.3.4 3.5 anh em có thể đánh cái tầm cần đấy, nhưng mà anh em có thể đánh nước sâu cũng được, không
không vấn đề gì cả. Nếu như mà có sóng to thì anh em tốt nhất là đánh loại super. Nhưng mà với nước nông thế nhá, à nhưng mà với nước sâu thế nhá, ở đây là hai cái phao super đều 4.5 hết. Phao này dài khoảng 45 phân. Tôi tính từ cóng trục đi 30 này, 46 phân. Phao này dài 46 phân. 46 phân đây, hai phao đều 46 phân cả. Ok. Đây là hai phao super. Anh em mà quánh nước sâu với anh em đánh khoảng tầm nước khoảng tầm 4 mét. Gần bờ hay trung, tầm gần hay trung hay xa, anh em đều có thể đánh phao này. Đây là nước sâu. Nước sâu anh em dùng phao super quánh. Đây là còn đây là về anh em câu xa nữa. Câu xa anh em đánh phao super này thì vụt nó đi rất chi là mạnh. Và cái thứ hai nữa là đánh nước sâu thì lên đánh phao cái dạng phao như này thì nó cá nó sẽ không bị ảnh, cũng nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Bởi vì ví dụ như kiểu là cái phao nó đứng cho khoảng tầm 45 phân đi, 46 cho nó 50 phân đi ở trên mặt nước, ví dụ phao khoảng nước mực nước khoảng tầm 4 mét, anh em đánh nó không ảnh hưởng gì nhiều đến cá cả. Còn nếu mà nước nông anh em bắt buộc phải nước nông khoảng tầm 3 mét đổ lại 2 mét mấy đấy đấy, anh em tốt nhất là dùng tốt nhất là áng chừng khoảng tầm 2 mét rưỡi 2 mét đổ lại đi, này anh em tốt nhất dùng cái loại phao này. Quánh xa, phao này vụt xa cũng vụt được chứ không phải là không. Đấy nó rơi vào khoảng tầm 34 phân gì, 34 35 34 35 phân gì đấy. Đánh xa, nếu mà đánh xa nước nông anh em có thể dùng loại phao này, nó ngắn hơn, nó không bị ảnh hưởng nhiều đến cá. Đôi khi cá nổi hoặc là cá mè ấy, như hôm trước tôi đi câu mà móm dày răng đấy, cá mè ăn nổi rất chi là nhiều. Hôm đấy mà đánh bành thì tốt, nhưng mà sóng chưa đấy. Phao super này, đây này, còn có một cái nữa mà anh em mà muốn câu ngày câu đêm ấy, ví dụ đánh những cái phao super này muốn khỏi phải thay, anh em có thể là chụp luôn cái đầu phao xanh đỏ tím vàng gì đấy vào đây, anh em đánh đến đêm thì anh em rút ra lắp phao điện vào, hoặc là những cái phao mà phao này mà lắp tiền điện vào thì nó vẫn sáng thôi, nhưng mà nó sáng kém hơn. Cái đầu phao nó tiện dụng rất chi là nhiều cái đấy. Super. Nói chung là chỉ cần đến khoảng tầm 4.5 này thôi là ok rồi, chả cần 5 chấm làm cái gì cả. Cái tầm phao khoảng tầm 4 5 50 phân như này này cũng có thể coi là phao chống sóng rồi. Còn có những cái phao chống sóng ấy, nguyên cái đầu phao của nó đã dài khoảng 40 phân rồi cơ. Phao đấy tôi không dùng. Hy vọng là sau cái video này thì anh em sẽ nhiều anh em sẽ mua lựa chọn được cho mình những cái phao câu thích hợp. Và đây nữa là có những cái phao điện câu ngày câu đêm. Ví dụ như cái phao này của tôi, trước nó là câu ngày câu đêm. Đây nó cũng như cái phao này. Câu câu tầm trung. Nhưng mà đến lúc mà nó bị mất điện, nó bị hỏng cái trong này này, nó hỏng cái điện ở trong này. Mà đèn nó không lên này. Lý do gì đấy đèn nó không lên. Tôi hay lột cái đầu này ra. Mà tôi thay thế bằng nó có một cái đầu phao để thay thế bằng phao câu ngày. Đây, ví dụ như cái này. Nó chính là pháo điện. Tôi lôi ra và tôi lắp thành cái đầu phao cầu ngày. Và còn một cái nữa đâu nhỉ? Không rõ là cái nào. Tôi vứt đi đâu rồi ấy. Đây này. Ví dụ như kiểu cái phao điện mà câu đầu cần này. Lúc mà nó hỏng thôi anh em lấy dao gọt cái đầu này đi, gọt cái đầu đèn này đi,
mua luôn cái đầu phao khác phệt vào đây, thế nó là thành phao câu ngày, câu đầu cần, có gì đâu. À, không nên bỏ đi lãng phí. Đây còn độ trì, cái có cần thiết độ trì, cái không cần thiết độ trì. À, bây giờ những cái phao ở phía sau này đa số anh em người ta làm người ta căn hết rồi, nhưng mà những cái phao này nên nói chung là tương đối là đắt tiền, nó rơi khoảng 250 đến 280 nghìn, thậm chí có chỗ còn bán 350 nghìn những cái phao như này. Mà giá người ta đổ buôn này thì tôi cũng không rõ, chắc là rơi khoảng tầm 200 220 thôi. Đấy, câu thì kiểu gì thì kiểu nó chỉ có ba mức thôi, một là đầu cần, hai là tầm trung, ba là tầm xa. Anh em lựa chọn những cái phao và mức nước câu cho hợp lý. Đầu cần với nước sâu anh em có thể quánh phao gì cũng được, nước sâu khoảng tầm 4 mét anh em quánh phao kiểu gì thì đánh, phao to phao nhỏ được tất. Đấy là nước sâu đầu cần. Còn nước sâu đầu cần mà nông anh em chỉ dùng những cái phao nhỏ như này, những phao nhỏ này, những phao nhỏ đánh đầu cần. Ok, tiếp theo là tầm trung. Đây mấy cái phao này có thể đánh tầm trung được. Ok, phao này đánh tầm trung với mức nước đây, như hai phao này thì với mức nước nông nông khoảng tầm 2,5 m đổ lại hai phao này. Nhưng còn phao này kể cả nước sâu nước nông tầm trung quất được tất, nhưng mà tốt nhất là câu nước nông ở những cái phao này. Nhưng còn nước sâu thì ta cứ phao to ta phệt, cứ cái tầm 4.4.5 ta phệt, tầm xa phao to nè. Mà nước sâu nếu nước nông ta lại dùng phao này Super 3 chấm đến 3.5, ok quánh thoải mái luôn. Tôi hy vọng là sau cái video này thì anh em sẽ lựa chọn được những cái phao chuẩn hay cho mình. Và có những cái trường hợp anh em đi câu để ý, có những cái trường hợp phao nổi lên rất chi là chậm. Tại sao phao nổi lên lại chậm? Đầu phao nhỏ, phao nó sẽ nổi lên chậm. Anh em căn ổ có thể nó mất kéo 2 3 lượt phao nó mới nổi lên. Nhưng mà anh em về nhổ cái đầu phao con ấy đi thay với thế bằng một cái đầu phao to thì anh em ném ra một phát dây một cái nó nhóc đầu lên rồi, anh em căn ổ rất chi là nhanh. Đấy, lý do tại sao lại phao lại nổi nhanh, phao và phao lại nổi chậm, nó là như thế. Ok, thực ra thì tôi mỗi lần tôi đi câu tôi không mang tất cả tầng này phao đi, tôi xem câu ở hồ nào và mình áng chừng cái mức nước ở hồ đấy mình biết rồi. Ví dụ như kiểu là hồ này mình hay câu là nước khoảng 1,5 m 2 m chẳng hạn, tôi sẽ mang đi một số cái phao như thế này, ví dụ mang đi 2 3, đây ví dụ tôi sẽ mang đi một số cái như này thôi. À, bởi vì tôi câu toàn đa số tôi câu tầm trung, đầu cần cũng rất ít khi câu nên là tôi sẽ mang đi khoảng 3 4 cái như này thế thôi, chứ không 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 đâu mà mang tất đi tần này ra hồ để mà khoe cả. Ok, chào anh em. Mà đấy, mưa gió như này rất muốn nó có một hôm tạnh mưa để đi chiến dịch đây, nhưng mà cứ mưa gió rồi bão bùng thế này thì cũng xin chia buồn với cả mấy anh em ở đằng Nghệ An, Hà Tĩnh rồi Ninh Bình rồi Thanh Hóa. Mấy anh em đang ý là ngập lụt rất chi là ác. Rồi, ok. Chúc anh em sẽ có mua được cho mình những cái phao có sự lựa chọn hoàn hảo để mua cái phao rồi, không phải mất công đi mua lại, xài khi nào nó hỏng thì thôi. Tất nhiên là đi câu không thể ông nào dùng một phao được, chắc chắn là mỗi ông thì thôi bần bần phải mấy cái. À, ok, bye bye.